Xin chào các bạn, mình là Vân Anh. Chúc các bạn có một ngày tốt lành. Hôm nay mình sẽ hữu duyên xem chỉ tay cho một bạn trong video. Các bạn hãy ấn vào like, share, subscribe và chuông thông báo để theo dõi ủng hộ kênh và những bạn được hữu duyên nhé. Bạn nào hữu duyên muốn xem chỉ tay, vui lòng kết bạn Zalo mình để ở dưới phần mô tả, hữu duyên hoàn toàn miễn phí. Các bạn cũng hiểu rằng số mệnh nằm trong lòng bàn tay của bạn. Vậy trong lòng bàn tay của bạn có gì? Đó chính là đường chỉ tay. Hy vọng sau khi xem chỉ tay, các bạn sẽ tích cực hướng bản thân mình đến điều thiện lành, vì tâm sinh tướng các bạn nhé. Video tiếp theo thì mình sẽ tiếp tục luận chỉ tay cho một bạn có nick ở trên Zalo là Hoàng Anh. Thì bạn này có cái bàn tay hình nón. Bạn thuộc cái tuýp người có năng khiếu về nghệ thuật. Bạn có ký trí tưởng tượng phong phú, tư duy nhạy bén, nhưng đa phần tâm tư lại hướng nội, thích yên tĩnh, trầm lắng hơn là ồn ào và náo nhiệt. Cái ngón trỏ ngắn hơn ngón áp út. Đây ha. Tại vì cái tay ngón áp út này của bạn nó hơi cái bị cong, nếu mà nhìn cái hình kia thì các bạn sẽ thấy rõ hơn ha. Nhưng mà đa phần là cái ngón trỏ này ngắn hơn cái ngón áp út. Thì bạn khá là hòa đồng, không tranh chấp, có thể thích ứng với mọi hoàn cảnh sống. Bạn có một cái ngón cái khá là to. Đây, to nhất trong các ngón còn lại, to trội hơn. Nhưng ngắn thì bạn là người có nghị lực, sống lý trí, giàu cảm hứng sáng tạo, nhưng mà lại thiếu cái tính nhẫn nại, không kêu nệ, điều tiết, có cái trực giác nắm bắt được cơ hội nhanh hơn người khác. Khuyết điểm ngón áp út cong thì bạn lại không có được khéo léo trong một vài tình huống hoặc là trong cái mối quan hệ đây ha. Tại do cái ngón này nè, nó hơi cong mà. Bạn có ba đường sinh đạo, trí đạo và tâm đạo xuất phát từ ba điểm khác nhau. Đây. À, ba đường này nó không dính vào nhau. Thì như mình đã có chia sẻ ở trong cái video trước, thì ở đây ba đường mà không có tính liền nhau thì mình gọi là chỉ tay tam xuyên. Người mà có chỉ tay tam xuyên mà là nữ nữa thì thuộc dạng là kiểu nữ cường. Bạn muốn tự thân làm mọi việc, không cần đến sự giúp đỡ của người khác. Kết hợp với cái ngón cái to nữa thì bạn luôn muốn làm chủ và luôn muốn khẳng định bản thân. Nhưng bạn lại thuộc cái tuýp người là cả thèm chóng chán. Tiếp theo là về sức khỏe và gia đạo. Thì đây bạn có một cái đường sinh đạo nông, mỏng. Đây ha. Cái đường sinh đạo của bạn khá nông và mỏng. Đây. Càng gần về dưới thậm chí nó còn mờ đi khá là nhiều. Thì chủ về sức khỏe và cái thể chất của bạn nó không có được tốt hay ốm vặt. Cái gò thủy tinh nó không có được đầy đặn. Đây là cái gò thủy tinh nha, nó không có được đầy đặn. Thì bạn lưu ý giúp mình về những cái bệnh mà về phụ nữ ấy. Cái giai đoạn từ 0 đến 10 tuổi thì mình thấy bạn gặp khá nhiều cái nạn liên quan đến sức khỏe, thậm chí là phải nằm viện kéo dài. Đây, từ giai đoạn này, từ 0 cho đến 10 tuổi. Mình thấy bạn ấy gặp khá nhiều những cái nạn, nó ảnh hưởng đến cái sức khỏe. Đây. Thậm chí còn phải nằm viện nữa. Nằm viện đến nằm viện kéo dài luôn á, ảnh hưởng đến cả việc học của bạn. Thậm chí đây cũng như mình nói, mình còn thấy bạn đụng chạm cả giống như là tiểu phẫu ở trên cơ thể lúc nhỏ, tầm từ khoảng 8 cho đến 10 tuổi. Thì các giai đoạn mà bạn sẽ có cái hạn ở trong cái cuộc đời của bạn như là tai nạn bất ngờ, hoặc là ảnh hưởng đến cái sức khỏe, hoặc là về cái tâm tư tình cảm của bạn, thì trong khoảng cái thời gian là 12, 17, 20, 25, 28, 31 đến 32, 35 đến 37, 46 và 54, thì bạn chú ý trong những cái giai đoạn này nha. Thì đặc biệt là cái nạn mà năm 31 đến 32 thì mình thấy là
về sự nghiệp là sẽ có cái sự thay đổi hoặc chuyển biến trong công việc, thì lát nữa mình sẽ đi chi tiết nói về cái phần đó cho bạn. Và cái nạn năm 35 đến 37 trở đi á, thì sau khi bạn gặp nạn á, như mình nói ở trên á, thì sức khỏe của bạn có cái chiều hướng đi xuống, đường sinh đạo mờ đi khá là rõ. Đây, đây, đây nè, ngay từ cái khúc này nè, đây, mình thấy cái đường sinh đạo của bạn mờ, nó mờ đi khá là rõ. Đó, nên là bạn chú ý năng đi kiểm tra sức khỏe định kỳ giúp mình nha, cố gắng thu thập. Vì mọi cái kiếp nạn mà trải qua trong cái cuộc đời này thì đều có cái sự đắp đặt sẵn. Quan trọng là mình sẽ đón nhận với tâm thế như thế nào thôi. Cố gắng tu tập thêm, năng kêu cầu ông bà tổ tiên nhà mình, vì bạn cũng có những cái vân âm đức gia tiên theo hộ cho bản mệnh của bạn. Đây nhá, có những cái vân âm đức nên bạn cố gắng năng kêu cầu nhá. Về gia đạo thì vào những cái năm mà 19, 20 và 28, 32 thì trong gia đạo của bạn sẽ có chuyện buồn xảy ra khiến cho bạn đau lòng. Đây, đây này thì nó sẽ rõ hơn. 28, 32, 19, 20 ha. Đây là những cái vết hõm ở trong cái gò kim tinh á. Tiếp đến là về cái công danh và cái sự nghiệp của bạn. Bạn có một cái đường chí đạo. Đấy. Nó khá là dài. Thì chủ là bạn cũng rất là thông minh, chịu khó học hỏi. Nhưng mà ở trên cái đường chí đạo á, lại xa không xa hoặc là không chạm vào cái đường sinh đạo á, lại cách cái mép bàn tay khá là xa. Thì thoạt nhiên nhìn á, thì bạn có vẻ là hiền. Song á, thực tế cái tính cách của bạn nó lại khá phức tạp, khó mà đoán được bạn đang nghĩ gì. Bạn rất là có chủ kiến và đôi khi cũng vì cái chủ kiến đó mà lại thành ra là khá bảo thủ. Giai đoạn đầu của đường chí đạo thì liên tiếp bị các đường chỉ cắt ngang. Đây, rất là nhiều nha. Thì cái giai đoạn đầu thuở đi học của bạn nó không có được tốt, khá là vất vả. Có thể là do ảnh hưởng từ cái sức khỏe không tốt như mình nãy mình nói ở cái giai đoạn đầu của đường sinh đạo ấy. Đó, thì ngay đường chí đạo cũng có một đoạn bị gãy và rơi vào cái khoảng thời gian từ 35 đến 37 tuổi. Đây. Thì cũng trùng với cái nạn mà mình nói ở trên cái đường sinh đạo lúc nãy, thì khả năng là bạn sẽ gặp một cái biến cố về sức khỏe hoặc là có cái sự thay đổi về tư duy, nó ảnh hưởng đến cả cái công danh và cái sự nghiệp của bạn sau này. Bạn có một cái đường vận mệnh xuất phát từ gò địa tiếp cận với đường sinh đạo. Đây là cái đường vận mệnh của bạn nha. Mình vẽ thì không có được đẹp lắm. Bạn có thể thấy rõ ở trên cái đó. Thì thuở nhỏ bạn có một cái gia đình, xuất thân trong một cái gia đình cũng phải là khá giả, được người nhà quan tâm, yêu mến. Cuộc sống thì vui vẻ và trưởng thành. Thì ở đây mình thấy bạn có một công việc khá là ổn định. Đến năm 30, 31 tuổi
thì mình thấy sau đó bạn ngưng một thời gian và tiếp tục từ 33 tuổi làm cho đến ngoài 55 tuổi. Về tài lộc á, thì tiền vận và trung vận là mình đã thấy bạn cũng đã khai mở được những cái cung tài lộc ở trên tay, nhưng mà nó chưa có nhiều. Bạn cũng đã có được mình những cái tài lộc nhưng mà nó chưa có nhiều. Bạn còn có những cái đường thủy tinh. Cái đường thủy tinh này xuất hiện đó, nó sẽ chỉ ra là ba vấn đề. Về là vấn đề là cái năng khiếu thương mại, cái trực giác và cái sức khỏe. Đây mình vẽ cho bạn thấy nha. Đây là những cái, nhưng mà cái đường thủy tinh này của bạn nó lại không có được liền mạch, nó bị cắt phá nhiều. Thì nếu mà nói về vấn đề sức khỏe thì cái đường mày nó đang bị cắt phá khá là nhiều, nó bị đứt đoạn ấy, không những bị đứt đoạn mà nó còn đây, nó còn bị cắt phá và có một cái những cái phần mà bị cản trở đây, nó chảy ra ngoài. À. Đấy, nó chảy ra ngoài. Thì điều này cho thấy rằng cái sức khỏe của bạn nó không có được tốt và nó sẽ liên quan đến cái vấn đề mà lục phủ ngũ tạng ở trong cơ thể của bạn ấy. Có thể là về đường ruột, về bao tử nha, nên bạn cố gắng nâng đi kiểm tra sức khỏe thật là nhiều. Ngoài ra cái đường thủy tinh này á, nó còn đang nói về cái đường thương mại của bạn. Thì bạn sẽ có được cái sự giúp đỡ của những cái quý nhân ở bên ngoài. Sẽ có những cái người quý nhân ở bên ngoài sẽ giúp đỡ cho bạn. Nhưng mà do cái đường thủy tinh này nó đang bị cắt phá nhiều quá, nó chưa có đẹp nên cái nguồn tài lộc của bạn nó cũng sẽ vào không có nhiều, lúc được lúc không. Thì chưa kể nữa là nó lại bị những cái đường cản phá, thế nào, đường cản phá màu đen này và nó có dấu hiệu là nó cản phá và đưa ra ngoài cái gò thái âm. Thì cái người mà bị cái đường cản phá này thì trong cuộc đời của họ cũng sẽ phải tiêu hao khá khá tiền, phá sản từ 1 đến 2 lần trong đời. Nhưng không sao, thì mình nghĩ rất là đơn giản. Thì thất bại thì mới có thành công. Hơn thế nữa, bạn có những cái đường nỗ lực vào những cái năm 25 và 35 tuổi. Nè, những cái đường nỗ lực thì mình cũng đã vẽ cho bạn như lúc nãy rồi. Đây, mình thấy bạn cũng có những cái đường mà nó rất là nỗ lực đi lên. Hơn thế nữa, ở đây là mình cũng thấy bạn có những cái đường chỉ may mắn, cái vòng mộc tinh nè, gò mộc tinh nè. Tuy rằng nó chưa có hình hình thành đều và trọn vẹn nhưng đây là những cái đường chỉ tay may mắn của mình nha. Bởi vì ở về hậu vận á, thì mình thấy bạn rất là tốt. Đây, hậu vận đây mình thấy có những cái có cả đường sự nghiệp, đường công danh, đường tài lộc luôn. Đi song, nó đi song song với nhau luôn. Đó. Đây. Cả những cái vân lý tài.
Đây, tiền nó chạy vô hết này. Đó. Nên mình nghĩ nếu mà ngoài cái sự nghiệp của bạn mà bạn có thể hướng sang cái về kinh doanh nữa thì mình nhất thấy rằng nhất định bạn sẽ có rất nhiều lộc, đặc biệt là về cái hậu vận của bạn. Ở đây ở trên cái bàn tay của bạn cũng đang nói lên điều đó đây, cái ngón tay của bạn này. Về cái hậu vận này. Ok, đây, cái đốt cuối của bạn nè, đa phần là nó phình to hơn. Và bạn cũng rất là được nhờ chồng nha. Đây. Rất là được nhờ nhờ chồng. Tiếp đến là về cái đường hôn nhân và tình cảm của bạn. Thì ở đây mình thấy bạn có hai cái đường hôn nhân, một cái đường hôn nhân rất là dài, một cái đường hôn nhân thì ngắn, nông mờ. Thì người mà có hai cái đường hôn nhân, một ngắn một dài như thế thì bạn cũng là người khá kỹ tính trong cái việc chọn lựa bạn đời của mình. Bạn sẽ muốn có những cái tiêu chuẩn mà bạn đã đặt ra trước đó. Điều này thì đôi khi dẫn tới những cái áp lực trong hôn nhân. Mình chỉ xét về cái đường hôn nhân dài, còn cái đường hôn nhân ngắn và nông thì mình sẽ không xét đến. Bởi vì đó có thể sẽ là một cái cuộc tình của bạn thời niên thiếu thôi ha. Nhưng mà ở đây với cái đường hôn nhân dài thì bạn sẽ kết hôn vào cái độ tuổi mà 28 tuổi trở lên nhé, thì nó sẽ rất là đẹp. Cái đường tâm đạo của bạn á, đây. Đường tâm đạo ở trong cái giai đoạn đầu đây. Nó cắt xẻ liên tục. Đó, thì chứng tỏ rằng bạn bắt đầu cái chuyện tình cảm của bạn từ khá là sớm. Đường tâm đạo có các nhánh rẽ lên rẽ xuống liên tục nữa. Này. Đó. Có các nhánh rẽ lên rẽ xuống liên tục. Thì tình cảm của bạn, cái tâm tư của bạn á, lâu đôi khi nó cũng khá là mơ hồ. Tâm hồn thì yếu đuối, dễ đau lòng, dễ tổn thương. Nhưng bù lại cái điểm kết thúc thì rẽ làm ba nhánh ở ngón giữa thì bạn cũng rất là biết cách thấu hiểu nỗi lòng của đối phương. Nên mình tin rằng nếu bạn cái kết hôn mà ở đúng cái độ tuổi mà như mình nói lúc nãy á, từ 28 tuổi trở lên á, thì mình tin rằng về cái hậu vận của bạn, bạn sẽ rất là hạnh phúc. Nó sẽ làm ba nhánh nha. Thì nhận xét chung lại của cái bàn tay này á, thì ở đây mình chỉ thấy bạn xấu cái đường sức khỏe và gặp một cái biến cố ảnh hưởng đến cái sự nghiệp. Thì trong đời ai cũng phải có những cái lúc thăng trầm, những cái lúc khó khăn. Nhưng càng về hậu vận thì bạn sẽ càng tốt. Vì tâm sinh tướng nên hy vọng bạn sẽ giữ được những cái điều tốt đẹp của cái hiện tại và tu tập bản thân nhiều hơn nữa để về cái hậu vận của mình á, cái chỉ tay nó không thay đổi và nó vẫn cứ sẽ tốt đẹp như thế. Chúc bạn thành công nhé và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo. Cảm ơn các bạn.